trời, nóng quá không học bài được luôn. À, mình biết phải làm gì rồi. Tắm mưa thôi. Nước mưa mát quá, tắm mưa đã quá à. Ôi trời, mưa đầu mùa hơi đất lên sẽ làm con bị cảm đó. Mau theo bà nội vào nhà. Ây da, ai, đau quá. Chân bà nội có bị sao không nội? Phải làm sao đây ta? Mẹ, bạn đang chơi trốn tìm hả? Cho mình chơi chung với. Mình đâu có rảnh thôi mà chơi đâu Đinh Hương. Mình đang đau cái đầu, buồn muốn khóc luôn nè. Có chuyện gì thì từ từ nói. Sao mà bạn không lớn quá vậy? Ủa, Đinh Hương, Mía, hai em chơi cái gì mà sao Mía khóc lóc sùm vậy? Em làm bà nội bị đau chân. Bà nội gì đuổi theo em lúc em tắm mưa mà dính mưa rồi chân nhức không nhức lên nổi luôn. Em phải làm sao đây? Tất cả là tại em á. À, thôi được rồi, anh hiểu rồi. Không phải là lỗi của em đâu. Hay bây giờ vậy đi, anh với em cùng qua bên nhà đốc tờ khỏe để hỏi coi biết đâu đốc tờ khỏe sẽ có cách. Ủa? Ê, Mía, chờ anh với. Đốc tờ khỏe ơi, đốc tờ khỏe có nhà không? Mía, có việc gì tìm đốc tờ khỏe vậy? Dạ, con chào đốc tờ khỏe. Mía có việc cầu cứu đốc tờ khỏe đây. Bà nội con bị phong thấp, mấy hôm nay trở trời mưa gió, nội con mắc mưa nên đau chân, đi không nổi luôn á đốc tờ khỏe ơi. Trời ơi, Mía ơi, em chạy cái gì mà nhanh như điện xẹt vậy? Làm anh dí theo gần chết luôn. Mà chân anh còn bị đau nữa. Chà chà, Quỳnh Đông cũng bị phong thấp rồi. Nên Đông mới tính là đi qua bên nhà đốc tờ khỏe, nhờ đốc tờ khỏe giúp cho Đông. Trên đường đi là gặp em Mía luôn nè, mới rủ đi chung. Ai về đâu Mía chạy trước luôn à. Đốc tờ khỏe, đốc tờ khỏe có cách gì á để chữa được bệnh phong thấp không? Có Đinh Hương nhà ta nè. Đinh Hương ơi, con đâu rồi? Con ở đây nè. Ủa, mà sao Đinh Hương qua đây lẹ vậy? Ủa, em còn đi nhanh hơn anh với Mía nữa đó. Vì em tốt cho xương khớp nên em phải nhanh hơn Mía và anh Quỳnh Đông rồi. Trong em á có thành phần gì tốt cho xương khớp, chia sẻ cho anh với mọi người được biết nha. Trong cơ thể em có kẽm, vitamin B, vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, tăng hiệu quả của hoạt động thể chất, protein tốt cho cơ, xương, gân, dây chằng, kali kích thích sự phát triển của hệ cơ bắp và hệ thần kinh, ngăn ngừa loãng xương, mangan, eginon, isoflavone và flavonoid cải thiện bệnh loãng xương, làm tăng mật độ khoáng chất và sự phát triển của xương. Sidooxygenase và lipoxygenase, eugenoflavonoid chống viêm giảm đau. Chúng ta sử dụng 20g nụ đinh hương, 12g lòng não, 250ml cồn 90 độ, cho dược liệu và bình thủy tinh có nắp đậy ngâm với cồn. Sau đó để hũ rượu vào nơi thoáng mát và lắc bình hàng ngày để cho đều thuốc. Sau một tuần là có thể lấy ra dùng được. Hằng ngày đổ một chút rượu ra và dùng lòng bàn tay xoa bóp rượu vào chỗ đau nhất mỗi ngày 3 lần vào buổi tối trước khi ngủ và sáng khi thức dậy, thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến các khớp. Đơn giản vậy hả đốc tờ khỏe? Ủa, nếu vậy thì đinh hương có tác dụng phụ hay là có triệu chứng gì cho người bệnh không? Thuốc không dùng cho người bị hư hàn, trẻ em hay phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú. Khi sử dụng nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc hay bác sĩ nha. Dạ, cảm ơn Đốc Tờ Khỏe và Đinh Hương đã chia sẻ những phương pháp để chúng ta có thể điều trị được bệnh phong thấp. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tờ Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt khán giả nha.